Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta tiếp tục khám phá siêu phẩm tiếp theo Godzilla 1955 nha. Cơ trưởng Tsukioka đảm nhận nhiệm vụ quan sát tình hình trên biển sau đó báo về cho trụ sở chính. Đột nhiên chiếc máy bay K-104 của Kobayashi gặp trục trặc. Việc anh cần làm bây giờ là phải hạ cánh gấp ở đảo Iwato. Sau một hồi tìm kiếm, đảo Iwato đã hiện ra trong màn sương. Tsukioka rất nhanh đã tìm được Kobayashi và máy bay của anh ấy. Anh chàng trên đảo dùng hết sức bình sinh gọi Tsukioka. Sự cố vừa rồi đã khiến anh ấy bị bong gân cái nhẹ. Ngay sau đó, sự xuất hiện của Godzilla đã khiến hai anh chàng tí thì xón ra quần. Hai người nhanh chóng chim cút vào trong khe đá quan sát. Thì ra Godzilla đang giao lưu với một con quái vật khổng lồ. Sau một hồi vật lộn, hai con quái thú ôm nhau lao xuống biển. Tại tỉnh Osaka, họ đã tìm ra sinh vật vừa Innova với Godzilla. Việc thử nghiệm bom nguyên tử đã khiến Godzilla trở lại một lần nữa. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà Anguirus cũng được hồi sinh. Nó là một loài khủng long sống khoảng giữa 70 đến 150 triệu năm trước. Trùng hợp thay, Godzilla cũng sống tại thời điểm đó. Anguirus có chiều cao khoảng 50 đến 200 feet. Sở thích của nó tất nhiên là múc bang thịt. Với bản tính hung dữ, nó là kẻ thù của tất cả các loài động vật khác. Thực tế cho thấy ở trận chiến lần trước, Anguirus đã chủ động tấn công Godzilla. Tiến sĩ Jamen cho biết ở thời điểm hiện tại, họ chưa tìm được biện pháp nào để đối phó với Godzilla. Theo một số tài liệu họ đã thu thập được, Godzilla đã biến cả thành phố thành một đống phế thải. Hàng rào điện đã bị nó thiêu rụi chỉ trong một nốt nhạc. Godzilla đi đến đâu tan tành đến đó. Tưởng chừng không có gì có thể ngăn chặn được con ác ma này. Nhưng tiến sĩ Seiji Zawa đã chế tạo ra Oxygen Destroyer. Chính phát minh vĩ đại này của ông đã cứu rỗi nhân loại lúc bấy giờ. Giáo sư Seiji Zawa và Godzilla đã vùi mình dưới đáy đại dương mãi mãi ở phần trước. Nhưng chính bom nguyên tử đã kéo nó lại một lần nữa. Ngoài Godzilla, chúng ta còn phải đối mặt với Anguirus. Con quái thú này còn mạnh hơn cả bom hạt nhân. Tổn hại do Godzilla đã gây ra quá nặng nề. Vì vậy lần này họ buộc phải giảm rủi ro xuống. Chắc chắn nó sẽ quay lại đất liền một lần nữa. Chính phủ cần phải nhanh chóng sơ tán người dân. Giải pháp tối ưu là cắt điện toàn thành phố. Kẻ thù của Godzilla là ánh sáng, cho nên giáo sư định dùng pháo sáng để dụ nó ra biển. Tại công ty Kaio, thành phố Osaka hiện giờ quá yên ắng. Nhưng trước khi sóng gió kéo tới thì bầu trời thường tĩnh lặng. Họ sợ rằng Osaka sẽ bị hủy diệt giống như Tokyo trước đó. Đội tìm kiếm đã lục soát suốt mấy ngày đêm nhưng không thể tìm ra tung tích của Godzilla. Một khi Godzilla trốn vào hang đá hoặc đáy đại dương, điều đó có nghĩa là việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn. Đột nhiên trụ sở nhận được một tin cấp báo. Zada đã tìm ra một vật thể rất giống Godzilla. Đồng thời một con tàu khu vực trục T-105 cũng đã phát hiện và họ đang đuổi theo nó. Bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm cũng đang tiến tới Kenki. Người dân cần được sơ tán ngay lập tức. Theo tin tức mới nhất, Godzilla dần dần tiến về phía đông bắc. Điểm đến tiếp theo của nó sẽ là bờ biển phía nam. Nếu như không ngăn chặn thì vùng biển đó sẽ bị hủy hoại. Nhưng nếu chống trả thì đó sẽ là một đòn chí mạng vào sản xuất. Phía bên này là thành phố về đêm. Các cặp trai gái đang tận hưởng bữa tiệc hoành tá tràng. Một tin khẩn được thông báo khi bữa tiệc đang diễn ra. Dường như Godzilla đang di chuyển tới vịnh Osaka. Pháo sáng sẽ sớm được bắn lên để dụ nó ra xa. Việc mọi người cần làm lúc này là tức khắc rời khỏi hội trường. Tại trạm Osaka, bầu không khí đang vô cùng vắng lặng. Một đoàn máy bay chiến bắt đầu rời trạm tiến về phía biển. Xe tăng chiến đấu cũng vào vị trí chuẩn bị Innova.
không để mọi người đợi lâu, Godzilla đã xuất hiện. Máy bay bắt đầu thả pháo sáng dụ con quái vật quay lại biển. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi chiến đấu với vua quái vật. Mọi người được lực lượng cảnh vệ sơ tán tới nơi an toàn. Pháo sáng đã phát huy hết công dụng. Godzilla đã di chuyển ra khỏi vịnh Osaka. Nhưng dù vậy, lệnh ngắt điện vẫn chưa được dỡ bỏ. Nếu như không tuân thủ nghiêm ngặt, chắc chắn nó sẽ quay lại. Chiếc xe chở tù nhân đang được đưa về trại giam. Nhưng đã có một sự cố xảy ra, các tù nhân bỏ trốn. Đám tù nhân trong lúc tháo chạy hơi đen lại gặp tai nạn. Chiếc xe lập tức nổ tung, đám cháy nhanh chóng lan rộng thu hút sự chú ý của Godzilla. Thấy Godzilla quay lại, xe tăng bắt đầu công phá. Nòng súng liên lục tẩm quất cho con quái vật nhưng nó vẫn đứng sừng sững. Godzilla bị bắn bắt đầu phản kháng. Tiếng động lớn đó đã thu hút Anguirus. Hai con quái vật vừa gặp đã lao vào ôm hôn nhau thắm thiết. Quân lính sợ hãi đã kéo nhau rời khỏi hiện trường. Godzilla liên tục áp đảo Anguirus. Nó liên tục giã vào bụng Anguirus khiến nó không hô hấp nổi. Hai bên thay ca nhau giã như giã gạo. Trận chiến ngày càng đầy lên cao trào hết nấc. Dường như hai con quái vật bắt đầu thấm mệt. Cuối cùng một cú ngoạm vào cổ đã tiến Anguirus về với đất mẹ. Trận chiến của hai con quái thú đã khiến thành phố Osaka bị san bằng. Nhìn thành phố Osaka lúc này không khác gì một cái nghĩa địa. Dường như sau khi chiến thắng Anguirus, Godzilla đã được an ủi phần nào. Nó lặng lẽ tiến về phía đại dương. Ở trụ sở, mọi người đang thu dọn những gì còn sót lại.
Kobayashi lúc này cũng quay lại báo cáo. Anh không thể tìm thấy dấu vết nào của Godzilla, bởi vì Osaka đã bị phá hủy. Trước khi trụ sở chính được xây lại, Hokkaido sẽ là trung tâm của các hoạt động hiện nay. Tại công ty câu cá Kaio, văn phòng Hokkaido. Hiện tại tất cả mọi thứ đang được kiểm soát rất tốt. Kobayashi rà soát một lượt trên biển xem có gì đáng nghi hay không. Sau khi sắp xếp công việc ổn, Tsukioka cũng đã tới Hokkaido. Ở nhà hàng J-Oil, mọi người đang có một buổi tụ họp. Lâu lắm rồi Tsukioka và Tajima mới gặp lại nhau. Sau những khoảng thời gian vất vả, mọi người bữa nay có một buổi tụ họp linh đình. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu. Họ nhận được tin một con tàu đã bị chìm. Dường như chính Godzilla đã làm điều đó. Dù còn nhiều ngờ vực nhưng hình như Godzilla đã quay lại. Tsukioka rời khỏi bữa tiệc lên máy bay bắt đầu thám thính tình hình. Nhưng anh vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Godzilla. Tsukioka bất chấp thời tiết khắc nghiệt để tìm con quái thú. Dưới sự nỗ lực cuối cùng, anh đã tìm thấy Godzilla. Tsukioka không thể đi quá xa thì nhiên liệu đã sắp hết. Kobayashi thấy tình hình không ổn nên quyết định tới ứng cứu. Tajima nhận lệnh chuẩn bị bom cho trận chiến lần này. Tsukioka tiến gần hơn tới chỗ Godzilla. Đúng lúc này Kobayashi cũng đã tới hiện trường. Mọi người chuẩn bị thiết lập một hàng rào lửa. Kobayashi cho biết Godzilla đang tiến về phía đại dương. Máy bay lực lượng phòng vệ nhận được tin lập tức có mặt. Từng quả mìn dốc thẳng vào con quái thú. Chỉ thấy khói đen mù mịt bốc lên, con Godzilla đau đớn gào thét. Nó phun lửa tấn công máy bay của Kobayashi. Tsukioka nhìn thấy máy bay của đồng đội rơi xuống mà không làm được gì. Cú va chạm đó đã tạo thành một vụ lở tuyết. Tajima cho xả thêm bom xuống hòn đảo. Không may Kobayashi đã ra đi mãi mãi. Trước khi đi, anh đã báo hiệu cho đồng đội biết cách để chống lại Godzilla. Tajima ra lệnh cho đội viên quay lại nạp thêm đạn. Sau đó anh quay lại căn cứ cùng đồng đội bàn bạc thêm về kế hoạch tác chiến. Khó khăn duy nhất của họ là hơi thở của Godzilla. Tsukioka cũng muốn tham gia vào trận chiến này. Cho dù có thể lần này mà đi sẽ không bao giờ quay lại. Tại hòn đảo, Godzilla đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Một lượng nhỏ máy bay chiến đấu sau khi nạp đạn đã quay lại. Viên sĩ quan hoảng sợ khi thấy Godzilla đã thoát ra ngoài. Ông vô cùng sốt ruột vì mãi chưa thấy Tajima quay lại. Sự tấn công của con người đã khiến Godzilla rồ hết cả người. Ngọn lửa chỉ kéo dài nhiều nhất là 3 phút nữa. Vào giây phút then chốt, Tajima đã dẫn đoàn quân của mình quay lại. Họ liên tục giải bom xuống hòn đảo. Đất đá bị bom công phá vỡ tan. Trước khi bị Godzilla tấn công, họ đã kịp thời xả thêm một đợt bom nữa. Đất đá đổ ào vào người Godzilla khiến nó rồ càng thêm điên. Đúng như dự đoán, hơi thở của Godzilla đã khiến hai chiếc máy bay nổ tung. Chân của Godzilla đã bị chôn chặt không thể nhúc nhích, lại một chiếc máy bay nữa rơi xuống. Giờ chỉ còn một chiếc máy ở lại dũng mãnh đối đầu với con quái thú. Nó điên cuồng gào rú như muốn chửi vào mặt lũ con người. Bây giờ chỉ còn cái đầu của nó ngoi lên khỏi mặt đất. Liệu những người anh hùng của chúng ta có đánh bại được nó không đây?
xin là xin vĩnh biệt cụ. Cuối cùng thì Tsukioka đã làm được. Đòn cuối của Tsukioka đã tiễn Godzilla về với Đức Chúa Trời. Những tiếng reo hò của sự chiến thắng bắt đầu vang lên. Tsukioka đã có thể trả thù cho Kobayashi và cả những người đồng đội của mình. Phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Các bạn nhớ like cũng như subscribe. Bấm chuông thông báo để đón nhận các phần phim mới nhất từ Mưa nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.